Tập 38. Bản vẽ đã có rồi. Tối nay chúng ta mang theo bản vẽ chạy trốn cả đêm. Được. To con, hôm đó đã xử lý xong cửa sổ nhà tắm rồi chứ? Xử lý xong rồi, chúng ta đi từ chỗ đó. Được. Nào, chúng ta xem thử bản vẽ đi. Sao bản vẽ này lạ quá vậy? Anh Đại Lâm, đây là cái gì chứ? Thùng nuôi dưỡng vi khuẩn. Không ổn rồi. Vi khuẩn. Lúc em đi học đã từng nghe giáo sư của bọn em giảng, cái này hình như chính là thông qua chuyên phát tán một loại vi khuẩn chí mạng, giống như dịch hạch, thương hàn gì đó. Chỉ cần thứ này vừa phát tán ra, nghe nói một lần có thể giết chết mấy chục nghìn người, thậm chí cả triệu người. Giặc ngược trường chiêu này ác thật đó. Chúng ta không đi nữa. Vì sao vậy? Em thấy cái này lúc nào chứ? Vừa trở về đã không thấy người rồi. Trên giường chỉ để lại một tờ giấy. Hỏng rồi, hỏng rồi. Tam ca, Tam ca. Hỏng rồi, không thấy cô Lương nữa. Đây, đi tìm Takagi rồi. Chị ấy đi đầu thú rồi hay sao? Bắt đầu đi. Thiết bị vận chuyển từ Mãn Châu tới, sắp tới sẽ hoàn thành công tác sửa chữa. Sau khi sửa chữa sẽ lập tức chuyển đến cứ địa bí mật Tây Sơn của quân ta. Đồng thời vật thí nghiệm do bệnh viện quân Nhật Bắc Bình cung cấp cũng sẽ không ngừng vận chuyển tới cứ địa. Sau khi chuyển thiết bị tới cứ địa sẽ lập tức triển khai sản xuất thí nghiệm, đảm bảo trong vòng một tháng hoàn thành nhiệm vụ chế tạo vũ khí vi khuẩn, cung cấp đủ cho chiến dịch vi khuẩn. Mà quân ta nhắm tới, triển khai ở cả địa khu Hoa Bắc. Rất tốt. Kế hoạch vĩ đại đó. Các vị, Trung tá Asaya là người phụ trách cụ thể kế hoạch. Xin các vị hãy tận lực phối hợp giùm tôi. Chúng ta phải giành lấy cứ địa Tây Sơn, xây dựng thành quân đội 731 Mãn Châu thứ hai. Xin các vị cùng cố gắng. Dân. Đội trưởng Takagi, lần vận chuyển thiết bị tới cứ địa này, nhiệm vụ bảo vệ giao cho cậu hoàn thành đó. Bằng bất cứ giá nào phải đảm bảo vận chuyển thiết bị hoàn toàn an toàn tới cứ địa. Nghe rõ chưa? Rõ. Giao cho cậu đấy. Đội trưởng, Lương Nhã Ưu đến đầu thú. Cô Lương, tôi biết cô nhất định sẽ tới. Takagi, một mình làm, một mình chịu. Lưu Lương Hữu là do tôi giết, không liên quan gì đến Tống Giản Nguyên hết. Nhưng mà cô Tống đã thừa nhận rồi. Người là do cô ta giết. Người là do tôi giết. Anh ta đưa tôi rời khỏi quán Lục Quán. Đó có chuyện muốn bàn với tôi. Chúng tôi đã đến nhà nghỉ. Anh ta muốn cưỡng hiếp tôi. Tôi liền dùng khăn quàng siết cổ anh ta đến chết. Vì sao ở hiện trường để lại qua tay của cô Tống? Cô giải thích giùm tôi đi. Đó là gì tôi mượn cô ấy để đeo thôi. Sao vậy? Cô không được hay sao? Đương nhiên là được rồi. Vậy thì tốt. Takagi, Tống Giả Quyên và cha của tôi không liên quan gì đến chuyện này hết. Bọn họ đều bị tôi hại hết. Không phải người anh muốn đối phó là tôi sao? Hiện giờ tôi đến rồi đây. Ngồi ở đây. Muốn chém muốn giết thì tùy anh vậy. Hãy thả bọn họ ra đi. Cô Tống đã thừa nhận sự thật cô ta giết người. Trước khi điều tra rõ thì tôi tuyệt đối sẽ không thả cô ta ra.
Còn cha của cô, tình hình sức khỏe của ông ấy càng thích hợp ở bệnh viện chữa trị hơn. Cho nên tạm thời tôi cũng sẽ không để cho ông ấy rời đi. Còn về phần cô, nếu như cô rất thích ở lại nơi này, tôi chắc chắn có thể thỏa mãn yêu cầu của cô đó. Takagi, anh muốn thế nào chứ? Rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Tôi đã nói rồi, người Nhật đều là do tôi giết, Lưu Lương Hữu cũng là do tôi giết, đều là một mình tôi làm mà. Anh là đồ thần kinh hay sao? Khốn nạn, con ngoan ngoãn cho tôi. Thứ, dừng tay. Cô Lương, thật ra rốt cuộc là ai đã giết Lưu Lương Hữu? Tôi không hề quan tâm. Tôi cũng không quan tâm trước đây cô đã làm những gì. Chỉ cần cô chịu trả lời tôi một câu thì tôi có thể thả cha của cô ra. Câu gì chứ? Ai là Điền Nhị Lâm? Cho tôi cốc rượu đi. Phu nhân à, bà có việc gì không vui hay sao? Hôm nay là sinh nhật ông nhà tôi, vốn định tổ chức sinh nhật cho ông ấy, không ngờ sáng sớm nay ông ấy đã nói mấy ngày tới ông ấy đều phải ở trong xưởng, không thể về nhà được. Phu nhân à, hay là thế này đi, chúng ta đến xưởng chúc thọ ông ấy. Thế nào? Ở trong xưởng sao? Đúng vậy, chúng ta làm đồ ăn sẵn đưa đến trong xưởng, như vậy không làm lỡ gì của ông ấy, lại có thể chúc thọ cho ông ấy nữa. Một mũi tên trúng hai đích, vẫn là không thích hợp cho lắm. Chỗ đàn ông làm việc, phụ nữ không thể tự tiện đến làm phiền đâu. Phu nhân, nếu như bà không chúc thọ ông ấy, ông ấy không nói ra, nhưng bà chắc chắn trong lòng cảm thấy vắng vẻ lắm luôn đó. Nhưng mà thế này đi, tôi vẫn là đi hỏi ý kiến của ông ấy. Đừng phu nhân, bà nghe tôi nói, nếu hỏi ý kiến của ông ấy thì không thể cho ông ấy bất ngờ được. Cậu có điều không biết, nơi ông ấy làm việc người ngoài không thể tự ý vào đâu. Phu nhân cũng tính là người ngoài hay sao? Nếu như tôi không hỏi gì, không hỏi ý kiến ông ấy mà tới, chắc chắn là ông ấy sẽ rất tức giận đó. Phu nhân, nghe tôi đi, cho dù ngoài miệng ông ấy nói không vui, trong lòng cũng sẽ cảm thấy rất ấm áp. Phu nhân à, tâm tư của đàn ông tôi hiểu nhất, bà cứ làm theo tôi nói. Hơn nữa đầu bếp Koizumi tôi đây cũng đã chuẩn bị một phần thọ lễ đặc biệt cho ông nhà rồi. Là cái gì vậy? Cái này là bí mật, đến lúc đó bà xem là được rồi. Phu nhân à, tôi đi chuẩn bị nha. Vậy được. Chị dâu à, trong nhà còn bao nhiêu tiền vậy? Không còn bao nhiêu tiền nữa. Tiền lương của cậu tôi để lại một chút sống qua ngày, còn lại đều giao cho chi bộ rồi. Chị dâu, mua chút thịt ngựa tươi giúp em đi. Thịt ngựa hả? Cậu mua thịt ngựa làm cái gì? Chị không cần phải lo, chính là thịt ngựa tươi. Thật sự không mua được thì mua con ngựa cũng được. Rốt cuộc cậu muốn làm gì đây? Em tìm cách, có thể sẽ trà trộn được vào công xưởng, có thể gặp được đại ca. Vậy tôi đi với cậu nha. Chuyện này không được, Nhị Lâm mà, coi như cậu giúp tôi đi. Tôi chỉ cần đứng từ xa nhìn anh trai của cậu một cái, trong lòng của tôi sẽ yên tâm hơn. Có được không? Tôi xin cậu mà. Được, vậy thì em nghĩ cách. Chị mau đi mua thịt ngựa tươi giúp em đi. Được rồi, em đi nha. Cô Lương,
Hoặc là tôi đổi cách hỏi nha. Koizumi Keiji của nhà hàng Fukuya có phải chính là Điền Nhị Lâm hay không? Tôi đã nói với anh cả trăm lần rồi, tôi không biết ai là Điền Nhị Lâm hết. Tôi không biết. Đội trưởng à, chúng ta vẫn là dùng hình đi. Tôi ghét nhất là dùng hình với phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ nho nhã như cô Lương đây. Cô Lương, lúc cô đến bệnh viện thăm cha của cô có phát hiện ra rất nhiều người Trung Quốc hay không? Cô có thấy kỳ lạ hay không chứ? Vì sao ở bệnh viện quân Nhật lại xuất hiện nhiều người Trung Quốc như vậy? Tôi nói cho cô nghe, những người đó gọi là mã lộ đài, trong tiếng Nhật gọi là gỗ thô. Bọn họ đều là vật thí nghiệm hết, là để cho chuyên gia chúng tôi dùng làm thí nghiệm đó. Chúng tôi sẽ bỏ dịch bệnh vào người mã lộ đài, sốt rét, dịch hạch, thương hàn, sau đó nhốt bọn họ vào trong lòng, đợi đến lúc bọn họ sống dở chết dở thì kéo bọn họ ra tiến hành giải phẫu cơ thể sống, quan sát sự thay đổi trong nội tạng của bọn họ. Trong trường đại học của cô có lẽ là có khoa y đúng không? Cô có biết dùng chuột làm thí nghiệm thế nào có đúng hay không? Tôi khinh, to gan, khốn nạn, tao giết mày, súc sinh. Người Nhật các anh đều là súc sinh hết. Anh lao đi, anh lao đi, anh lao thế nào cũng không lao sạch hết được máu của người Trung Quốc dính khắp trên người anh. Tôi không muốn thảo luận vấn đề đạo đức với cô. Điều tôi muốn nói với cô là tất cả người Trung Quốc trong bệnh viện đều sẽ biến thành mã lộ đại, bao gồm cả cha của cô. Hiện giờ thứ duy nhất có thể quyết định chỉ là một cuộc điện thoại của tôi thôi. Tôi hỏi cô lại lần nữa, Koizumi Keiji của nhà hàng Fukuya có phải là nhị ca của Điền Tam Lâm, Điền Nhị Lâm hay không? Gọi điện thoại cho bệnh viện Lục Quân đi. Dân, có lời gì cần chuyển cho cha cô, tôi có thể chuyển giúp cô. Đợi đã, đừng mà. Cảm ơn cô Lương. Cô đã nói cho tôi đáp án. Takagi, anh đợi đã. Anh giết tôi là được rồi. Anh thả cha của tôi ra giùm đi. Đi tìm Điền Tam Lâm tới đây. Dừng. Giờ tôi lập tức bắt cả hai tên chống đối nhà họ Điền tới gì? Không, là mời cậu ta đến. Khách sáo mời cậu ta đến giùm tôi. Tôi có chuyện cần cậu ta giúp đây. Anh có ý gì chứ? Làm theo lời của tôi nói là được. Dân, dì cẩu, dì cẩu à, vợ ngốc gọi gì đấy? Phu nhân ở đây đấy. Phu nhân à,
Cô vợ ngốc này của tôi muốn đi cùng với chúng ta. Bảo cô ấy để đồ lại là được rồi, không cần phải đưa cô ấy đi cùng đâu. Phu nhân à, là thế này, nếu như ông nhà thấy tôi một mình đi cùng với bà, tôi sợ lòng ấy sẽ không vui. Có cô ấy thì có thể tốt hơn một chút, hơn nữa cô ấy còn có thể là người giúp việc cho tôi. Vậy cũng được. Đi thôi. Đi. Đứng lại. Làm gì đấy? Dạ, đưa cơm. Vị này là phu nhân của Asaya đại nhân. Không có lệnh của Asaya đại nhân, ai cũng không được vào hết. Không, phu nhân Asaya đại nhân cũng không cho vào sao? Không được vào. Sao vậy? Phu nhân Asaya, lâu rồi không gặp. Chào cậu. Cô Sumi, anh cũng đến hay sao? Dạ đến rồi. Phu nhân lại đến thăm Asaya trưởng quan phải không? Tôi đến đưa chút đồ ăn cho mấy thôi. Là đồ ăn hay sao? Trưởng quan Asaya thật có phúc quá. Xin hỏi ngày ấy biết bà đến hay không? Dạ, là quyết định đột ngột của tôi, chưa nói chuyện trước. Vậy sao? Vậy xin đợi một chút, tôi đi thông báo một tiếng. Xin cậu đợi một chút. Tôi muốn cho ông ấy một bất ngờ thôi. Chuyện này, hôm nay là sinh nhật của ông ấy. Sao vậy? Phu nhân, tôi đau bụng quá. Vậy bây giờ làm sao đây? Tôi thịt ngựa này, tôi ăn hai miếng thịt sống thật sự không quen. Tôi phải đi vệ sinh đây. Vậy được rồi, anh đi trước đi. Lát nữa tìm chúng tôi nha. Phu nhân à, lát nữa chúng ta gặp ở đây có được không? Được rồi, anh mau đi đi. Hai người đi đi, nhanh lên. Đi thôi, đi thôi. Lát nữa gặp nha. Đúng là lười biếng thì luôn tìm cớ tránh việc mà. Được không anh Đại Lâm? Để đó trước đi. Đứng lại. Đây này không thể vào. Tôi đau bụng quá, phải đi vệ sinh. Nơi này là công xưởng, nhưng mà tôi còn đi vệ sinh, phải làm sao đây? Và vệ sinh ở bên đó. Cảm ơn đại ca. Cảm ơn nha. Cảm ơn đại ca. Đi làm gì đấy? Tôi đi nhà vệ sinh một chút. Mau quay lại. Cậu mau làm đi. Mau lên. Chẳng nói trước tiếng nào, cậu đưa hai người Trung Quốc tới. Nếu như xin ý kiến trước, có lẽ anh sẽ không để cho em tới. Nhưng mà hôm nay là sinh nhật của anh. Em không biết hiện giờ anh bận đến thế nào. Sinh nhật hả? Làm gì có tinh thần đó. Nhưng em đã đặc biệt chuẩn bị sashimi thịt ngựa cho anh. Sashimi thịt ngựa sao? Cái đó, thịt ngựa. Thịt ngựa. Thịt ngựa. À đúng rồi, thịt ngựa. Sáng sớm hôm nay tôi đã chạy các chợ lớn nhỏ, không dễ dàng gì mới mua được. Tươi ngon lắm. Anh chỉ từng nhắc tới mùi vị quê hương này một lần, em đã nhớ rồi hay sao? Đây đều là bổn phận của người vợ, đương nhiên là em sẽ không quên. Mời nếm thử. Giặc đã phong tỏa chỗ này rồi, sao em vào đây được? Đại ca, em mặc kệ, sao em cũng vào được? Em có việc rất gấp nói với anh. Có thể thân phận của em đã lộ rồi. Tổ chức bảo em mau chóng rút lui. Nhưng mà em rút lui thì anh, mẹ và lão Tam đều rất nguy hiểm đó. Em có cách để mẹ và lão Tam đi, nhưng mà anh phải tự mình nghĩ cách trốn ra. Hiện giờ anh vẫn chưa thể đi, vì sao? Đây là nguyên nhân anh tìm đến em. Cuối cùng anh đã biết linh kiện mà người Nhật bảo anh làm là gì rồi. Người Nhật trốn sản xuất một loại thiết bị chế tạo vũ khí vi khuẩn. Vũ khí vi khuẩn sao? Đúng rồi, em đã nghe qua chiến dịch vi khuẩn chưa? Thứ này hại người ghê nhất. Người của cả thôn mắc phải thương hàn sốt rét, sau đó chết hết. Em biết rồi, động tác lớn của người Nhật mà quốc tế cộng sản nói tới chắc chính là cái này. Đúng, anh vốn định nghĩ cách muốn hủy sạch những thiết bị này, nhưng mà quân Nhật trông chừng quá nghiêm, không thể ra tay. Hôm nay em đến vừa hay, nhanh chóng thông báo cho người của em chuẩn bị sẵn sàng thuốc nổ. Nghĩ cách cho nổ nơi này đi. Được, chuyện này em sẽ báo cáo với tổ chức. Với đại ca, anh tự mình trốn ra đây, không cần lo cho anh đâu.
anh có cách mà. Cái này, thịt ngựa. Đây là ai làm thế? Đầu bếp Koizumi. Koizumi đâu? Anh ấy bị đau bụng đi vệ sinh rồi. Sao còn chưa quay lại nữa? Đi vệ sinh phải lâu như vậy sao? Con người của anh ấy là như vậy, không có chút tiền đồ nào, luôn tìm lý do lười biếng. Anh ăn no rồi, hai người quay về trước đi. Chỉ ăn chút vậy thôi sao? Chỗ thịt ngựa này là tấm lòng của phu nhân. Tôi rót thêm chút rượu cho ngài, ngài ăn thêm mấy miếng đi. Chồng à, em còn đặc biệt làm sushi cho anh. Anh mau thử đi. À đúng rồi, Dương Huệ Dân cũng đến. Đây là nơi nào? Em đưa cô ấy đến đây làm gì? Không phải chị em muốn gặp anh thôi. Có vẻ như không gặp được. Chỗ Asaya trông chừng chặt lắm. Vậy đại ca, em mau đi đi. Vậy được, chăm sóc tốt cho Huệ Dân giùm anh. Anh yên tâm đi, anh phải an toàn đó. Em cứ yên tâm đi, đi nhanh. Đi mau đi mau. Phu nhân. Koizumi, anh không sao chứ? Không sao, không sao đâu, để giải quyết rồi. Thật là. Vậy thì chúng ta đi. Được rồi, mau đi thôi, đi. Đi. Anh Điền, ngồi đi. Anh Điền à, gần đây anh rất bận. Đang bận gì vậy? Bận tìm mối quan hệ, tìm người chức quan cao hơn ngài. Tôi phải cứu người phụ nữ của tôi. Tôi vẫn luôn cho rằng anh Điền là chung tình với cô Lương, nhưng không ngờ anh và cô Tống mới là tình cảm sâu đậm. Takagi, anh gọi tôi đến là định xem tôi làm trò cười đúng không? Hoàn toàn ngược lại, tôi đang suy nghĩ thành toàn cho hai người đây. Cũng bắt cả tôi. Tôi muốn thả cô Tống ra, nhưng tôi hy vọng anh có thể thành tâm thành ý hợp tác với tôi lần này. Hợp tác sao? Hợp tác thế nào đi? Tôi muốn lợi dụng tuyến vận chuyển của anh. Có một lô vật tư, tôi sợ trên đường sẽ có bắt lộ và thổ phỉ cướp. Cho nên tôi cần người của anh bảo vệ tôi. Là vật tư gì chứ? Vật tư rất quan trọng. Vậy tôi đồng ý với anh, anh sẽ thả Nguyên Tử ra. Một lời đã định, hợp tác vui vẻ với nhau. Mở cửa đi. Đội trưởng à, tôi không hiểu. Tôi biết anh không hiểu. Sự việc đã rất rõ ràng rồi. Điền Nhị Lâm là đẳng ngầm. Cho dù Điền Tam Lâm không phải đồng bọn, thì cũng là người biết rõ sự việc. Nhưng mà sao anh không chỉ không bắt bọn họ, mà còn nói việc quan trọng như vận chuyển thiết bị cho bọn họ nghe? Chính là vì lô thiết bị này quá quan trọng đó. Nếu như kẻ địch ở trong tối, chúng ta sẽ không kịp phòng bị đâu, bị bọn họ dắt mũi dẫn đi. Nhưng mà nếu như giống như bây giờ, kẻ địch ở chỗ sáng, vậy thì người bị dắt mũi chính là bọn họ rồi. Tôi hiểu rồi. Anh lập tức cử người theo dõi mẹ của Điền Tam Lâm đi. Còn cả Tống Nhã Quyên, đối với Điền Tam Lâm, tôi phải hạn chế hành động với cậu ta.
Chỉ cần trông chừng cậu ta là được. Dân, đợi xem kịch hay đi. Nguyên Tử à, anh xin lỗi. Có lỗi với em chỗ nào chứ? Chỗ nào anh cũng có lỗi với em. Tam Lâm, em đã không còn sạch sẽ nữa rồi. Anh nói em sạch sẽ là sạch sẽ. Sao thế? Đi đâu vậy? Em phải đi rồi. Thật đấy, có câu vừa rồi của anh em đã thấy đủ quá rồi. Sau này anh bảo trọng, anh không cho em đi đâu hết. Sau này đây chính là nhà của em. Vậy em còn có thể dựa vào anh cả đời sao? Muốn dựa thì dựa cả đời cũng được mà. Cho dù anh không chê em, đại ca, dì ca của anh, còn có mẹ của anh nữa, cũng sẽ không đồng ý. Ai bảo em lại là kỹ nữ chứ? Nói linh tinh. Con à, hôm nay bác nói với con đến đây thôi. Lão Tam, con cũng nghe đi. Sau này con chính là con gái ruột của mẹ. Con nghe thấy rồi chứ? Đừng có khóc nữa. Sau này nếu ai bắt nạt con cứ tìm mẹ. Nhớ lấy. Mẹ, con ngoan. Con ngoan. Trung tá, ngồi đi Takagi. Cứ địa bí mật Tây Sơn đã hoàn thành xây dựng rồi. Lô hàng hóa cần cuối cùng đã được Mãn Châu cho lên xe vận chuyển. Takagi, kế hoạch bí mật của quân ta sẽ bước vào giai đoạn quyết chiến cuối cùng. Có thể chấp hành kế hoạch vĩ đại này của hoàng quân sẽ là vinh dự lớn nhất của cả đời quân nhân của tôi. Chúng ta bắt buộc phải toàn bộ chuyển nhân viên và thiết bị khí tài liên quan ở Bắc Bình an toàn đến cứ điểm, tiến hành lắp ráp lần cuối cùng. Tôi hoàn toàn hiểu rõ. Là người phụ trách, tôi sẽ kiểm tra lần nữa khí tài trước khi xuất phát. Cậu phụ trách công tác phòng bị an toàn cho chuyến vận chuyển này. Dân, bất kỳ sai sót nào trên đường đều sẽ tạo nên thất bại toàn cục của cả kế hoạch này. Cậu hiểu không? Tôi hoàn toàn hiểu. Mấy tháng trước tôi đã bắt đầu suy nghĩ cho việc vận chuyển, hơn nữa đã sắp xếp xong trước rồi. Xin ngài cứ yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Thứ cho tôi mạo muội hỏi ngài một câu.
Ngài cũng muốn đưa Điền Đại Lâm đến cứ địa hay sao? Cậu ta là công nhân kỹ thuật mà tôi bắt buộc phải dựa vào đó. Nhưng anh ta là một sát thủ máu lạnh. Mang theo anh ta bên người sẽ giống như một quả bom hẹn giờ. Ngài chắc chắn muốn đưa anh ta đi cùng hay sao chứ? Linh kiện mà Điền Đại Lâm phụ trách gia công vẫn chưa hoàn thành toàn bộ. Nếu tìm công nhân kỹ thuật mới trong nước đến Trung Quốc tiếp nhận công việc của cậu ta thì cần thời gian ít nhất một tháng. Một tháng sau? Đúng. Để hoàn thành kế hoạch đúng thời hạn, tôi không thể không tiếp tục dùng Điền Đại Lâm. Cậu cứ yên tâm đi. Một khi cậu ta tiến vào cứ địa thì cậu ta sẽ hoàn toàn cách biệt với thế giới. Ngoại trừ làm việc cho tôi, cậu ta không thể có bất kỳ hành động nào khác. Điền Đại Lâm, thời gian tôi và anh ta quen nhau rất dài, ngài tuyệt đối đừng xem thường anh ta. Cho dù trước đây cậu ta là một sát thủ, lẽ nào cậu thực sự cho rằng cứ địa bí mật với cảnh giới cao nhất của hoàng quân sẽ bị một sát thủ bé nhỏ phá hủy hay sao chứ? Trung Quốc có một châm ngôn: con đê nghìn dặm sạc như một ổ mối. Cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp phòng bị tương ứng. Điền Đại Lâm ở cứ địa bí mật sẽ chỉ là một công nhân kỹ thuật mà thôi. Ngoại trừ máy móc và linh kiện ra thì cậu ta sẽ không thể tiếp xúc với bất kỳ vật phẩm nguy hiểm và súng giới nào. Huống hồ gì cậu ta không hề biết về kế hoạch bí mật của chúng ta. Sau khi tôi xuất phát, cậu tập trung binh lực hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển của cậu đi. Vâng. Mấy cách mà vừa rồi chúng ta thảo luận đều không được. Muốn phá hủy công xưởng này, không có 40-50 người cùng tấn công thì căn bản là không làm được. Tôi thấy chuyện này bắt buộc phải đến căn cứ địa tìm người đến giúp. Về thời gian cũng không kịp. Không kịp cũng phải nghĩ cách. Chúng ta bắt buộc phải đi vào. Hay là thế này đi, tôi đi tìm Lão Tam. Không dựa vào cậu ta được. Thực ra con người của Lão Tam không xấu. Cậu ấy biết thân phận của tôi lâu rồi, vẫn luôn không để lộ ra. Hơn nữa Lão Tam có vài người bạn thổ phỉ, không cần giúp được việc này. Cậu, chuyện lớn thế này cậu muốn tìm thổ phỉ hả? Lão Thôi, không phải là anh từng nói chúng ta phải đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết hay sao? Bên Điền Tam Lâm có động tĩnh không? Tạm thời vẫn chưa. Cậu ta không đi tìm Điền Nghị Lâm hay sao? Tôi trong tuần Điền Tam Lâm rất kỹ, cậu ta vẫn luôn không có cơ hội. Ngu ngốc. Tôi không bảo anh hạn chế hành động của cậu ta mà. Anh lập tức đút vị trí ở nhà của cậu ta, cử người âm thầm đi theo, để cậu ta có cơ hội có thể tiếp cận Điền Nghị Lâm cho tôi. Vâng. Được rồi, đừng có xoa nữa. Đột nhiên tốt với em thế này, em không có quen đâu. Không bằng anh mắng em mấy câu. Em đang nói chuyện với anh đó. Anh nghĩ gì trong đầu vậy? Đang nghĩ tới Lương Nhã Ưu vẫn đang bị nhốt. Cô ấy ở trong đó không biết phải chịu bao nhiêu tội hình. Phải nghĩ cách cứu cô ấy ra. Takagi tới tìm anh, nó muốn anh giúp vận chuyển lô hàng gì đó. Anh luôn cảm thấy không đúng, luôn cảm thấy hình như sắp xảy ra chuyện lớn gì đó. Chị Tam ca, không thấy quân dựng ở cửa nữa. Từ lúc nào vậy? Chính là vừa rồi xếp đội chạy đi rồi. Em bảo Mã Lôi Tử nhanh đi xung quanh xem thử đi, còn có quân Nhật nào không. Vậy em mau dọn đồ đi. Làm gì chứ? Rời khỏi nơi này chứ gì. Đi đâu? Bất kể đi đâu, dù sao cũng không thể ở đây nữa. Nào, nhưng mà bất kể đi đâu, em đều phải theo anh. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.
làm em giật mình. Nào, giờ hãy giúp một tay đi. Quay đây. Thứ gì mà nặng quá vậy? Vốn đó. Vốn tưởng không vào được, sao lại phát hiện người Nhật rút hết rồi. Liền đi vô, em ngồi đi, em nói chuyện chút đi. Trước tiên anh đừng nói, anh nghe em nói trước. Nhanh trở về thu dọn đồ đạc, lập tức đi cho em. Đi đâu? Em phải đưa Tưởng Quyên đi, còn cả mẹ chúng ta cũng về nhà cũ luôn. Em nghe nói anh không được đi. Em cũng không được đi. Sao vậy? Anh đã gặp đại ca rồi. Đại ca sao rồi? Đại ca nói hết những chuyện anh ấy đã làm cho anh nghe. Hiện giờ anh ấy đang giúp người Nhật sửa máy, chính là máy để người Nhật chế tạo vũ khí gì đó. Vũ khí diệt khuẩn đúng không? Em nhớ lúc nhỏ chúng ta từng mắc bệnh dịch để chết rất nhiều người hay không? Em nhớ, không phải là cha mẹ chúng ta còn dẫn lên núi trốn một thời gian sao? Đúng, người Nhật là muốn dùng vũ khí diệt khuẩn này khiến cho dân chúng Trung Quốc mắc bệnh dịch. Như vậy, bọn họ không tốn một súng nào có thể đã khiến cho người ta chết sạch. Đám Nhật Bản này muốn đuổi cùng giết tận hay sao? Lão Tam, chúng ta bắt buộc phải nhanh chóng trước khi người Nhật tạo ra vũ khí diệt khuẩn đó, gửi nó đi. Người của anh ít, chỗ của em nhiều người, cho nên phải nhờ em giúp. Em, chút người đó của em, anh đưa đi làm tới lui, nếu mà không được, chỗ tiền này của em cũng phải đập vào hết. Chỉ cần người Nhật ở đây, chỗ tiền này của em có thể kéo dài được bao lâu? Em nói đưa mẹ và Nguyên Tử về Sơn Đông. Sơn Đông đã bị người Nhật chiếm từ lâu rồi, bên đó còn thảm hơn nơi này. Chỉ cần một ngày quân Nhật không rời khỏi Trung Quốc, chúng ta vẫn không có một ngày bình yên. Nhưng mà mẹ, đưa mẹ đi đâu đây? Mẹ đã nghe thấy hết rồi. Mẹ không đi đâu hết. Mẹ là người Trung Quốc. Mẹ còn trốn thì trốn ở đâu? Mẹ không trốn. Đợi ngày tháng Thái Bình. Lão Tam con nghe đi, con theo đại ca nhị ca con đánh giặc đi. Đi đánh giặc hết đi. Con biết chưa? Lần sau mẹ xem ba đứa con phá hủy thứ hại người đó của người Nhật. Con đã nghe thấy chưa? Con biết rồi thưa mẹ. Đội trưởng Điền Tam Lâm đã đi gặp Điền Nhị Lâm rồi hay sao? Vậy thì chưa. Nhưng mà Điền Nhị Lâm đã đi gặp Điền Tam Lâm. Người của chúng ta đều thấy, không hề ngăn cản bọn họ. Bọn họ đang làm gì ở đó? Hiện giờ Điền Tam Lâm đang rất bận rộn tập kết thuộc hạ của bản thân. Cụ thể làm gì thì chúng tôi cũng không rõ lắm. Hiện giờ cậu ta đang tập kết Tây Chiên. Rốt cuộc muốn làm gì đây? Alo, Dân. Dân. Được rồi, tôi rõ rồi. Hôm nay đại tá Asaya muốn cử người chuyển toàn bộ người của công xưởng đến cứ địa Tây Sơn. Chúng ta phải cử người tham gia bảo vệ. Điền Nhị Lâm và Điền Tam Lâm là muốn cứu Điền Đại Lâm. Lập tức dẫn người nhanh chóng đến công xưởng 1853. Tam ca, thế nào rồi? Đại khái có thể tìm được vài người. Thế nào nữa thì người cũng tương đối. Nhưng mà trong tay không có đồ, không có thuốc nổ. Chuyện này em không cần lo. Em chỉ cần đưa người của em ở bên ngoài dẫn dụ sự chú ý của địch là được. Những chuyện khác anh nghĩ cách cho. Vậy không được, em phải cùng anh cứu đại ca. Sao đột nhiên người Nhật lại rút hết trạm gác bên ngoài nhà chúng ta vậy? Em đoán là vì Takagi tìm em vận chuyển đồ. Anh ta còn nói phải chuyển một lô vật tư quan trọng. Dù sao sau đó vì Nguyên Tử em đã đồng ý. Lô vật tư này quan trọng với Takagi như vậy. Anh nghĩ là có lẽ chính là máy móc hiện giờ đại ca đang sửa. Lão Tam, trong quá trình vận chuyển em sẽ chúng ta đem nó. Anh là nói Takagi tìm em, lô vật tư tìm em vận chuyển đó chính là máy móc mà các anh nói đó hay sao? Nếu thực sự là như vậy, vậy trên đường muốn phá hoại nó dễ dàng hơn nhiều. Đúng rồi, cứ làm như vậy đi. Đại tá, chúng tôi nghi ngờ có người muốn cướp Điền Đại Lâm trên đường. Chúng tôi đã thiết kế mai phục quanh công xưởng. Chỉ cần bọn chúng có hành động khác thường,
thì lập tức ra tay bắt lấy bọn chúng. Nếu tôi đã giao nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho các cậu rồi, thì đây chính là chuyện của các cậu phải lo. Tôi chỉ quan tâm công nhân có thể an toàn đến cứ địa hay không. Dân. Quệ Dân, sao cô tới đây? Cái đó, tôi không tìm thấy chìa khóa cửa lớn nhà tôi. Tôi nghĩ có thể đã rơi ở đây. Tìm thấy chưa? Tìm thấy rồi. Quệ Dân, cô nói với dì Lâm, bảo quả ấy đừng nôn nóng. Tôi đã liên lạc với bên căn cứ địa rồi, bọn họ sẽ cử người giúp chúng ta. Vậy tôi đi đây. Được. Lão Thôi, tôi có cách rồi. Hỏng rồi. Người dân vừa lấy 10 trái lựu đạn đi rồi. Đoán chừng định tự đi nổ công xưởng. Tôi đi ngăn chị ấy lại đây.